xâm nhập mặn ở đồng bằng sông cửu long tiếp tục tăng và đạt mức cao nhất từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 13 tháng 3. Độ mặn cao nhất trong đợt này ở mức tương đương và một số chạm cao hơn đợt mặn ngày 10 đến ngày 13 tháng 2. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong giai đoạn 10 ngày tới, mực nước thượng lưu sông Mekong biến đổi chậm và thấp hơn cùng kỳ năm 2016 từ 0,1 đến 0,8 mét. Mực nước trên sông Tiền và sông hậu dao động theo chiều. Như vậy từ ngày 11 đến ngày 20 tháng 3, xâm nhập mặn tiếp tục tăng và đạt mức cao nhất từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 3. Từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 3, xâm nhập mặn có xu thế giảm dần. Các chuyên gia khuyến nghị các địa phương hạn chế tưới nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, chịu mặn kém và các lồng bè ao nuôi thủy sản chưa thả giống cần kiểm tra nồng độ mặn trước khi tưới thả giống.